Chào mọi người cắm hoa mình nha. Điện thoại trời mọc lên từ mai mình cắm một hoa màu trên lá nhá. Để chuẩn bị danh sách gửi lên thăm thăm chùa. Cái màn dùng cái này này. Mình cắm màu này. Tem. Mày không bỏ phút. Mình con ngồi đây chờ tắt xong cái nước rồi con quay trong đây con chụp cho tím kìa. Con chụp cái bếp chim hả? Nè gửi cho tím giờ vào thêm cái gì rồi đó. Này con gửi cái này lên đây này, đây này gửi cái này, quá mà gửi tội trong cái khác này. Mày đang cái này rõ không ra mà không có thể gửi một cái gì. Mình sẽ cắm cái góc màu đỏ nhé. Đi tí thì mà về mình làm đi nha. Làm cái gì? Không làm nữa à? Làm thêm đi, mai tới đi học làm chi? Thôi. Đi làm tí nữa rồi về mình đi làm đi, đâu còn sớm. Đi lượn tí rồi về mình làm đi. Mình đã hoàn thành xong phần cắm hoa. Xin chào tạm biệt các bạn và những video tiếp theo nhé.